Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, ngày 23 tháng 10 2021. Đường lối Chúa xin chỉ dẫn con đi, qua muôn gian nguy con hằng vững tâm ngại chi. Đường lối Chúa là đường ngay chân đi, con nguyện suốt đời bước theo đường ngài đi. Đem tình thương chia sẻ với đời, đem niềm vui xua tan nỗi buồn, đem niềm tin soi vào đêm tối, dẫn dắt về những ai lắm. Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, ngày 23 tháng 10 2021. Mến chúc anh chị em một ngày cuối tuần thật vui và bình an bên lòng thương xót Chúa. Và hãy nhớ chúng ta đang sống trong tháng 10, tháng Mân Côi. Mỗi ngày thứ bảy đặc biệt nhớ đến Đức Mẹ. Khẩn nài Mẹ lòng thương xót, Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi. Cho mọi người Kitô hữu biết thực hiện mệnh lệnh ở Fatima mẹ truyền, đó là siêng năng lần hạt, tôn sùng trái tim mẹ và cải thiện đời sống. Cầu nguyện đặc biệt cho các bạn trẻ mỗi ngày thứ bảy biết siêng năng lần Chúa Mân Côi và cải thiện đời sống, quay về với lòng thương xót Chúa, vì đó là nỗi trăn trở bức xúc của nhiều người. Làm cha làm mẹ, những đứa con, những người trẻ bây giờ, họ bỏ Chúa, bỏ đạo, không đọc kinh. Có khi không làm gì sai quấy, nhưng lại thờ ơ, không màng gì đến Chúa, đến mẹ, đến nhà thờ. Sống như một người vô thần, không nhận biết rằng tất cả những gì mình đang có là ân huệ Chúa ban. Ta cầu nguyện cho các bạn trẻ, và cũng tạ ơn Chúa vì có rất nhiều bạn trẻ đạo đức sốt sáng nhiệt thành, tham gia mọi công tác trong giáo xứ, ngoài giáo hội. Và đó là những chứng nhân sống động của lòng Chúa thương xót những người trẻ ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn lắng nghe lời Chúa ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, bài đọc 150, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Thi Nữ Roma, chương 8 câu 1 đến câu 11. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, giờ đây những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết. Điều mà lề luật không thể làm được vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm, khi sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo thần khí. Những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt. Còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa. Vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có thần khí của Đức Kitô thì không thuộc về Đức Kitô. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, thần khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu thần khí ngự trong anh em,
thần khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thanh nhan Ngài. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất người dựng trên biên ca, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tưởng. Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thương công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm người, tìm thanh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Alleluia, Alleluia. Đức Chúa phán: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi thấy nó thay đổi đường lối để được sống. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 13 câu 1 đến câu 9. Luca 13 1 đến 9. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông hay, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đè đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: Anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: Thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hay có thói quen thế này, là gặp ai mà mình không ưa không thích, rồi họ bị cái tai nạn gì đó, thì mình hay nói đáng đời. Ngày xưa tôi còn bé mà cãi nhau, đánh nhau với mấy đứa bạn, rồi hai đứa đuổi nhau, nó bị té, nó ngã cái rầm một phát, thay vì mình lại mình đỡ nó, hỏi thăm nó. Mình đang đuổi để mà đánh nó mà, đuổi để mà giật đồ lại mà, thấy nó té cái, đáng đời mày chưa? Cho mày đáng đời. Thưa anh chị em, ta luôn luôn cho rằng người khác chịu tai họa, tai nạn hay là những điều không may, không lành là đáng đời. Nếu mình không ưa, không thích họ, hoặc là mình có thành kiến với họ, ý sâu bên trong là mình ghét họ, cho nên mình muốn làm trả thù họ chẳng hạn,
họ làm hại mình muốn trả thù mà không trả thù được, cho nên bây giờ nó bị điện giật là nó đáng đời nó. Ai bảo nó dám chơi tao à? Nó chơi mình không làm gì được nó, bây giờ nó bị cái mình bảo nó đáng đời, ai bảo nó chơi tao. Mình cứ cho rằng là họ như vậy là đáng với cái tội của họ, họ làm như vậy là họ phải lãnh nhận cái hậu quả như vậy. Còn mình xứng đáng chứ không phải là mình đáng đời, mình xứng đáng được hưởng những cái phúc này. Và ta nghĩ rằng là ta tốt hơn họ ư? Ta nghĩ rằng ta đạo đức hơn họ ư? Và ta thánh thiện hơn họ sao? Tôi người bé là chuyên môn là như vậy. Và đôi khi bây giờ cái phản xạ tự nhiên của chúng ta, khi mà thấy cái người nào đang cạnh tranh với mình chẳng hạn, hai bên đang cạnh tranh bán hàng đi chẳng hạn, mình cũng bán phở, nó cũng bán phở, mà phở với nó đông hơn mình. Hôm đó cái nồi nước lèo của nó bị sao, cái xe nó đi ngang của nó tông đổ thùng nước lèo ra. Cho mày đáng đời mày. Thế là người ta phải chạy ra người ta mua phở của mình sao? Nó có cái gì gọi là đáng? Đáng đời nó làm gì? Nói tại kêu mày hơn tao, hay kêu mày nhiều khách hơn tao. Hay có khi mình đang tranh nhau giảng, có ai giảng hơn ai mà nó bị khàn tiếng cái đáng đời. Hoặc là đang giảng cái cúp điện, đáng đời. Nó biểu hiện cái sự ganh tị của mình. Cái sự ganh tị của mình. Cho rằng mình phải hơn nó, mà tại vì nó dám hơn mình cho nên là xét đánh nó, cho nên là chó cắn nó, cho nên là trộm lấy đồ của nó. Miễn là cái gì cho nó phải bị thiệt hại vì cái tội dám hơn mình. Đúng không thưa anh chị em? Hồi đó đi dâng hoa, tụi tôi dâng hoa mà cái đoàn kia cũng đi dâng hoa mà nó đi dâng hoa mà nó bị mưa, cái là mày đáng đời. Mưa thì hoa nào mà chịu nổi, dâng hoa mà đi hồi đó làm gì có xe hơi gì đâu, đi bộ xe đạp, mưa ướt hết đấy chứ. Nhưng cũng đáng đời. Vì việc vô việc đạo mình cũng làm cho nó đáng đời luôn. Nó không được chịu chức cho đáng đời, nó không được khấn cho đáng đời. Thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói, ông tưởng rằng, anh tưởng rằng, sơ tưởng rằng, cha tưởng rằng là cha ngon hơn người ta sao? Đạo đức hơn người ta sao? Nếu mà anh, chị, cha, thầy, sơ không hoán cải thì cũng bị như thế, mà có khi còn hơn nữa. Chứ đừng có tưởng mình ngon. Vậy thì lúc mình đang được như thế này, đó là do lòng thương xót Chúa dành cho mình thôi. Chứ không phải mình hơn gì, ngon gì hơn người ta đâu. Nếu mà tính công bằng, tính sổ mà công bằng, thì có lẽ là mình mới là người đáng đời, mình mới đáng phải chịu cái đó. Vì mình quá sức tội lỗi. Ví dụ như tôi là người linh mục và anh chị em là người giáo dân. Mà nếu mà Chúa tính sổ thì tôi phải lãnh 10 roi, anh chị em 5 roi thôi. Vì tôi được học hỏi, được hiểu biết, được nhiều ơn của Chúa, vậy mà không sống xứng đáng với ơn đó. Còn anh chị em ở ngoài đời chịu nhiều cái thiệt thòi hơn, chịu nhiều khó khăn thử thách hơn, mà anh chị em sống được như vậy thì cũng chỉ 5 roi thì thôi được rồi. Còn chúng tôi là phải 10 roi, vậy mới gọi là đáng đời. Tu không ra tu, tu thì tu cho nó đàng hoàng, chóc chóc 10 roi. Cho nên Chúa bảo cho nhiều thì đòi nhiều mà, cho ít thì đòi ít, đừng có ganh tị làm cái gì. Cho nó 10 thì nó cũng phải chịu 10 roi vậy, còn mình 1 thì 1 roi thôi. Cho nên mình phải ganh tị làm gì, để khi phản xạ của mình đúng là phải tội nghiệp quá, đáng thương quá. Ồ, lạy Chúa xin thương xót, xin Chúa cứu anh ấy, xin Chúa chữa lành, xin Chúa nâng đỡ. Và con tạ ơn Chúa. Nếu trường hợp của con thì con sẽ phản ứng thế nào đây? Đấy, phải tập cái thái độ đó thưa anh chị em.
tập cái phản xạ là phản xạ phát xuất từ lòng thương xót. Lúc nào mình cũng phải nghĩ đến lòng thương xót. Lúc nào cũng phải nghĩ rằng là lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, mà Chúa thương con như thế này. Chúa không đoán phạt con, Chúa không loại trừ con, Chúa không bỏ rơi con. Chúa cho con được như thế này, con tạ ơn Chúa. Và sống cho nó xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chứ không phải lúc nào cũng nghĩ rằng mình là kẻ tội lỗi rồi thì đâm ra trầm cảm, mặc cảm và không còn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa nữa. Có đó cũng nguy hiểm lắm, ma quỷ nó sẽ cám dỗ mình, mày tội như vậy thì mình thua rồi, không có hy vọng gì đâu. Cho nên mình lúc nào mình cũng đấm mực, con là kẻ tội lỗi, con là kẻ tội lỗi, không được dừng lại ở đó. Nhưng Chúa vẫn thương con, Chúa vẫn tha thứ cho con, Chúa vẫn sẵn sàng đón chờ con để con quay trở về, là Chúa ôm chầm lấy và xỏ nhẫn, xỏ giày, thay áo, mời tiệc ăn mừng. Phải như vậy. Chứ đừng có lúc nào cũng con là kẻ tội lỗi rồi cuối cùng dìm mình vào trong tội, thay vì dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Ma quỷ nó vỗ tay, đúng rồi. Đúng rồi, không còn cơ hội nào đâu, không còn cơ may nào đâu. Tiêu rồi, thôi, chẳng có sót vết thương nào đâu, chỉ có công bằng thôi. Vì thế mà Chúa mới cho chúng ta nghe cái dụ ngôn. Dụ ngôn đó là Chúa kể dụ ngôn, người kia có cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ra cây tìm vả, trái mãi mà không thấy, nên bảo người làm vườn. Đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh hãy chặt nó đi để làm gì cho hại đất. Nhưng người làm vườn đáp, thưa ông, xin cho nó lại 1 năm nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, mà nếu không thì lúc đó ông hãy chặt nó đi. Chúa nói với Faustina, ta khoan dẫn giờ của lòng thương xót để cho người ta có cơ hội mà quay về với lòng thương xót Chúa. Còn nếu mà không bây giờ tới giờ công thẳng thì người ta sẽ bị trừng phạt và người ta không còn cơ may để được cứu nữa. Vì thế mà dụ ngôn này cho mình thấy rõ ràng cái người làm vườn thưa với ông chủ, thôi xin khất lại cho nó đi. Cho nó hưởng khoan hồng thêm 1 năm nữa đi. Để tôi sẽ vun xới bón phân cho nó. Thương đến mức độ như vậy. Mình đã tội lỗi, mình đã khô khan nguội lạnh, không quay về với Chúa. Đáng lẽ là Covid này là tôi đi trước tiên rồi. Mà nhìn thấy bao nhiêu người, người Covid đã gọi đi hết. Bảo họ đáng đời không? Có dám nói vậy không? Chính là đáng lẽ mình phải đi. Nhưng mà vì cái người làm vườn, Chúa Giêsu nói với Chúa Cha, thôi cha ơi, cha để cho nó thêm 1 năm nữa đi, để cho thằng Long sống thêm 1 năm nữa đi, rồi con sẽ cố gắng vun xới bón phân cho nó, sẽ ban thêm ơn nó cho nó, cho những điều kiện thuận lợi cho nó, để cho nó sống tốt hơn, để cho nó tin tưởng vào lòng thương xót của cha hơn, để nó làm tốt công việc mà cha cho phó hơn. Nếu mà nó không chịu như đó thì lúc đó tính. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu đang trả giá cho mình trước Chúa Cha. Như ông chủ nói với người làm vườn, chặt nó đi thì người làm vườn khất, xin khất lại. Hoặc là Đức Mẹ, hoặc là các thánh khất lại. Thôi, xin Chúa khoan để con đồng hành với nó. Con giúp nó những cái điều kiện tốt nhất để nó qua sám hối, nó quay trở về. Thưa anh chị em, những lúc như vậy mình có thấy được đó là ân huệ không? Khó lắm nếu mà không có Chúa Thánh Thần. Mà bài đọc 1, Phao-lô nói với chúng ta rằng là giờ đây những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không bị lên án nữa. Không bị lên án tức là không bị trừng phạt, không bị loại trừ. Cái cây nó không sinh hoa trái, nó bị loại trừ. Chúa Giêsu bảo là các con hãy ở trong Thầy, Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy thì người ấy sinh hoa trái và hoa trái tồn tại. Nếu mà cành nào mà không dính liền với lại cây nó sẽ bị khô héo và vứt đi. Cho nên khi mình ở trong Đức Giêsu Kitô thì
thì mình không bị lên án nữa. Vì chính Chúa Giêsu đã chịu thay cho mình rồi, bằng cái chết và phục sinh của mình. Ngài đã chuộc lại hết tất cả rồi. Cho nên Ngài đã chuộc lại rồi cái thân phận nô lệ tội lỗi này, nô lệ cho ma quỷ này, đáng lẽ là bị chặt đi đấy, như cái cây vả không sinh hoa trái đấy. Nhưng Chúa Giêsu đã đến và đem cái cây vả ấy trồng vào trong vườn lòng thương xót, dìm nó vào trong đại dương lòng thương xót, như là người làm vườn cho bón phân rồi tưới tắm cho nó. Chúa dìm ta vào trong đại dương lòng thương xót để ta được ở lại với Chúa, ta không còn bị lên án nữa. Còn những người mà không ở trong Chúa thì ở đâu? Chỉ có một trong hai thôi. Một là thế gian, hai là Thiên Chúa. Một là ánh sáng, hai là bóng tối. Một là sự thiện, hai là sự ác. Nếu không ở trong ánh sáng thì vào trong bóng tối thôi. Nếu không ở trong sự thiện thì ở trong sự ác thôi. Thì nếu không ở trong Thiên Chúa thì ở trong xác thịt thôi. Những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt. Còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc thần khí rõ ràng. Rõ ràng là khi mình ở trong Đức Giêsu Kitô thì mình được chính Chúa đã làm công việc là sai chính con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác con của mình rồi. Cho nên mình không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Mình đã là con rồi, không phải làm nô lệ nữa. Mình đã được tự do rồi. Vì Thiên Chúa đã như là một ông chủ chuộc lại cái thân phận nô lệ này rồi. Đã trả giá rồi. Không phải là mấy trăm cây vàng, nhưng mà là bằng chính giá là con một của Ngài là Đức Giêsu, giá máu của chính Đức Giêsu. Thiên Chúa làm như vậy là để cho sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn. Luật đòi hỏi là phải công bằng. Thì đây, về công bằng đây, con người đã phạm tội, bây giờ nó không có gì để nó trả, thì Thiên Chúa Cha cho chính con một người chết đền thay tội lỗi của nhân loại, mặc lấy cái thân xác tội lỗi như chúng ta để đền tội chúng ta rồi, đã lên án tội trong thân xác rồi. Cho nên khi chúng ta đã được nên công chính nhờ máu của Đức Giêsu Kitô chết để đền thay tội lỗi của ta rồi, thì ta không còn sống theo tính xác thịt nữa, nhưng theo thần khí. Các bạn tự hỏi, tôi đang sống theo xác thịt, theo thế gian, theo ma quỷ, theo sự dữ, hay là đang sống theo Chúa, theo ánh sáng, theo sự thiện, theo sự lành? Cứ xem quả thì biết cây thôi. Có những việc ta làm, có cách ta sống thì biết là ta đang sống theo xác thịt hay là sống theo thần khí thôi. Thấy rõ lắm thưa anh chị em và các bạn. Ai sống theo xác thịt thì thuộc về xác thịt. Ai sống theo thần khí thì hướng về thần khí. Hướng đi của xác thịt là sự chết, là hận thù, là ghen ghét, đủ mọi thứ, tham lam, ích kỷ, kiêu căng, kiêu ngạo, đủ mọi thứ, tất cả dẫn đến sự chết, không những chết về thân xác mà chết về phần linh hồn nữa. Còn hướng đi của thần khí là sự sống đời đời ấy. Còn cái thân xác này thì phải chết thôi. Nhưng mà sau khi chết rồi thì có được sự sống đời đời, và ngay còn trong thân xác này, ngay còn trong thế gian này mà hướng về thần khí, sống theo thần khí thì có sự bình an. Như Đức Giêsu nói, Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Thầy ban không như thế gian ban tặng. Nhưng mà những người sống theo xác thịt thì họ không có đón nhận Chúa Giêsu, không đón nhận bình an của Chúa. Thì họ sống trong hận thù ghen ghét thì làm sao có bình an được, thưa anh chị em. Cho nên hướng đi của xác thịt là sự phản nghịch của Thiên Chúa. Vì xác thịt không tùng phục luật Thiên Chúa, mà nó cũng không thể phục tùng được. Vì đang phục tùng ma quỷ rồi, làm sao mà làm tôi hai chủ được.
Nhưng ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa được. Thiên Chúa là sự thiện, mà mình làm ác thì sao vừa lòng Thiên Chúa? Đi với Thiên Chúa là đi trong ánh sáng, mà mình đi trong bóng tối của hận thù, của ghen ghét, của giận hờn, của tham lam, của ích kỷ, của kiêu ngạo, thì làm sao mà đẹp lòng Thiên Chúa được, thưa anh chị em? Cho nên những anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Khi mình để cho Chúa Giêsu ngự trong mình, khi mình ở trong Chúa Giêsu thì thần khí của Chúa Giêsu cũng ở trong ta. Mà khi mình có thần khí thì là mình thuộc về Đức Giêsu, mà thuộc về Đức Giêsu thì cho dù mình có chết vì tội đã phạm thì thần khí cũng làm cho mình được sống. Vì mình đã được trở nên công chính, không phải do công trạng của mình, không phải là do công phúc, công nghiệp gì của mình cả, mà hoàn toàn là ơn nhưng không từ lòng thương xót của Chúa. Mình chỉ việc mở lòng ra, đón nhận ân huệ ấy, đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời của mình, thay vì để ma quỷ làm chủ cuộc đời của mình, thì mình được trở nên công chính. Cho nên cứ nhìn thấy những người mà sống theo tính xác thịt thì mình biết thôi. Sống theo thần khí thì biết thôi. Tự mình cũng biết và nhìn người khác mình cũng biết. Nếu mà anh chị em mình thấy lòng mình cứ bất an, bất an vì giận hờn, bất an vì ghen ghét, bất an vì ích kỷ, bất an vì mình mơ ước tham vọng mà không được, thì rõ ràng là mình đang sống theo xác thịt đấy. Còn mình thấy giữa khốn khó mình vẫn được bình an vì mình đã tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Người ta làm hại mình cũng không có làm hại lại. Người ta ghét mình cũng không có ghét lại. Người ta chơi xỏ mình cũng không trả đũa lại. Nhìn thì có vẻ khờ khạo đấy. Nhìn thì có vẻ như là nhu nhược đấy. Ấy thế mà lại là con người mạnh hơn bao giờ hết, vì đã làm chủ được cái cảm xúc của mình, làm chủ được cái tức giận, cái ghen ghét của mình, để hóa mình ra không, để hoàn toàn để cho quyền năng lòng thương xót Chúa làm việc cho con người yếu đuối tội lỗi của mình. Đó là ơn huệ Chúa ban đấy, thưa anh chị em. Đó, mình nhìn thấy, và nhìn thấy những người khác mình cũng biết rằng họ đang ở trong Chúa, đang ở trong xác thịt hay là trong thần khí, đang được ai hướng dẫn, đang quy phục thần khí hay là lệ thuộc vào ma quỷ, xác thịt. Lúc nào cũng hoang hoang, lúc nào cũng nóng giận, chửi thề, lúc nào cũng tìm mọi cách để hại người khác, chơi người khác. Rồi lúc nào cũng nâng mình lên để hạ người khác xuống. Đó là sống theo xác thịt đấy. Còn những người mà hiền lành, phục vụ âm thầm, chấp nhận chịu thương, chịu khó, chịu thiệt, vẫn luôn luôn muốn loan truyền tin mừng của Chúa bằng cuộc sống của mình, thì những người đó đang ở trong thần khí. Thần khí Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, loan tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Đấy, những người để cho thần khí hướng dẫn đấy, là ra đi, ready để sinh hoa trái, chứ không là bị chặt đấy, thưa anh chị em. Mình biết lòng thương xót Chúa, Chúa hỏi vậy con biết được bao nhiêu năm rồi? 3 năm, 5 năm, 10 năm. Vậy con đã giới thiệu lòng thương xót của ta cho ai biết chưa? Con đã cho được bao nhiêu người biết đến lòng thương xót của ta rồi? Con ngại, con đâu dám đi. Con ngại, con không dám nói về lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa là vấn đề tế nhị và phức tạp, cho nên không ai dám nói động đến, không ai dám làm gì cả. Tại sao như vậy? Tại sao lại sợ? Tại sao lại không dám nói đến, không dám đụng đến? Tại sao không dám đặt tượng lòng thương xót Chúa lên? Tại sao không dám cho ảnh lòng thương xót Chúa lên?
Ai cấm? Vấn đề nó bị nhạy cảm. Nhạy cảm cái gì mà nhạy cảm? Nhân loại ngày hôm nay không thể bình an đích thực nếu không quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Chúa nói với Faustina và Chúa nói với John Paul II, Đức Giáo Hoàng của lòng Chúa thương xót. Và chính Ngài cảm nhận điều đó khi nói, ngoài lòng Chúa thương xót ra không còn nguồn hy vọng nào cho con người ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy rõ ràng là mình phải sinh hoa trái, phải giới thiệu, phải nói cho người khác biết về lòng thương xót Chúa. Cho nên tại sao có những người Phật giáo, có những người không phải Công giáo mà họ sẵn sàng đem ảnh lòng thương xót Chúa, đem máy lòng thương xót Chúa đến tiệm của họ để cho mọi người thấy, cho mọi người nghe và mở cho mọi người cùng nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Rồi sẵn sàng đi order máy từ Việt Nam để gửi tặng cho những người cần ở Mỹ. Họ sinh hoa trái. Còn mình hoa trái không sinh mà mỗi ngày mỗi eo uột, dù Chúa đã tưới phân nước đủ rồi. Nhất nước nhiều phân tam cần tứ giống đủ hết rồi. Mỗi cái tứ giống là chính mình là hạt giống đó. Mà mình không chịu đón nhận nước, đón nhận phân, không chịu sự chăm sóc, không chịu gì mình và đại dương lòng thương xót Chúa, mà muốn độc lập, tự do, không cần chăm sóc của Chúa, không cần nước, không cần phân gì cả. Rồi, lớn đi. Lớn được không, thưa anh chị em? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nếu mình đã đón nhận ơn phúc của Chúa rồi thì phải ra đi mà sinh hoa trái. Nếu không, cây rìu chặt để dưới gốc sẽ chặt đi đấy. Chặt đi đấy. Mà nhất là chúng tôi linh mục tu sĩ mà không làm công việc đó thì còn chặt sớm nữa là khác. Mình đã được cho nhiều thì Chúa đòi nhiều thôi. Đã giảng lòng thương xót Chúa được bao nhiêu lần, đã tĩnh giúp tĩnh tâm lòng thương xót Chúa được bao nhiêu lần, đã nói về lòng thương xót Chúa được bao nhiêu lần. Đấy, Chúa sẽ hỏi chúng tôi. Và đã sinh được hoa trái nào chưa? Chúng ta thinh lặng xin Chúa tha thứ. Vì nếu Chúa không xót thương con không còn đến ngày hôm nay, con không được như bây giờ. Chúa khoan giãn với con, với thế giới nhân loại này. Vì đây là giờ của lòng thương xót, để người ta có cơ may và con có cơ may sám hối quay về với Chúa bằng cách trổ sinh hoa trái, bằng cách làm cho nhiều người biết đến lòng Chúa thương xót. Đó là con trổ sinh hoa trái. Và khi con đã trổ sinh hoa trái rồi thì con không sợ bị chặt đi nữa. Cùng thinh lặng cầu nguyện cho tất cả những người đau ốm bệnh tật thân xác tâm hồn, những người khô khan quay lạnh tội lỗi, bỏ Chúa nhiều năm nhiều tháng, bỏ xưng tội rước lễ, những người nhút nhát sợ hãi hoặc lười biếng không sinh hoa trái là không đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Xin Chúa tha thứ và chữa lành. Chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng để đón Chúa vào trong tâm hồn mình. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.